Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kết thúc phần 1 trong sự hoang mang, sợ hãi của ông Phú về bóng ma của hai mẹ con kia, để lại trong lòng ông một nỗi băn khoăn, họ là ai và vì sao lại tìm đến ông? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 để cùng giải đáp về sự xuất hiện của hai oan hồn bí ẩn. Mặt trời lên làm ông thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân thông thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, còn cài then trong chiếc khóa đồng to bản vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều nên xây tường bao quanh và đêm đêm bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không hề vào được, huống hồ là đứa con nít 3-4 tuổi. Ông thơ thẩn quay vào, đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài in trên nền gạch. Ông bước lên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm, ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với đứa bé lạ mặt. Con mèo đen lấm lét bước theo, rồi leo lên nằm bên đùi ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng ông Phú vẫy tay, chỉ bà xuống sân và nói: "Chỗ này nè bà, nó đứng ngay chỗ này nè." Bà Phú đặt khay trà trên hè, cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi gót nước. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt chồng, bà Phú tự hỏi: hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nửa đêm lẻn vào chọc ghẹo, cốt là để làm cho vợ chồng mình sợ. Trẻ con làng này có thiếu gì đứa quậy phá thiên hạ. Nghĩ thế bà hỏi: này, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông có nhớ không? Nào tôi có biết, bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều, nó không phải là đứa bé ăn xin. Con nhà ăn mày làm gì có quần áo trắng tinh như vậy? Với lại bà nói đúng, bố mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà lại đập cửa nhà người ta giữa đêm như vậy? Người ta đánh cho què chân. Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú đã nghĩ đến từ nãy giờ, nhưng không muốn nói ra, sợ làm chồng càng thêm sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại thêm: bà à, tôi vừa ra coi lại ngoài cổng thì cổng vẫn còn khóa. Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa bé lạ mặt trong đêm bỗng dưng biến thành con người khác với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn đứa bé ấy có cái ma lực gì ghê gớm lắm. Có thể nó là một oan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà bà hiện về chăng? Nhưng bà lại lắc đầu gạt đi, vì bà nhớ lại 20 người chôn sau nhà bà không có ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn ngờ ngợ, nửa tin nửa lại không tin. Bà phân vân hỏi chồng: ý ông thì ông nhất định rằng đứa bé đó không phải là người? Ma chứ không phải là người đâu. Bà nhớ lại mà xem, có bao giờ con mèo nhà mình nó lồng lộn như đêm qua đâu. Hễ nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Giống mèo nó nhận được ma đấy bà. Bà không nghe người ta kể là quỷ nhập tràng hay sao? Có nghe, nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn còn trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ bật nắp dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như vậy. Bất giác, ông Phú cúi nhìn con mèo đen của mình đang nằm bên cạnh đùi ông, và tự dưng ông thấy rờn rợn, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước, đặt lên rồi trầm ngâm tiếp. Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm nay trong căn nhà này. Chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo với cái Thuần nó chạy đi mời thầy. Thầy lĩnh quan ở bên Xuân Diễn á. Ngoài chợ người ta cứ đồn thầy lĩnh quan cao tay lắm. Thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã cho chị thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao.
đuổi hồn ma đi, khỏi quấy rầy nhà mình ông nha. Ông Phú giơ tay ngăn lại. Hẳn khoan bà, tôi không muốn chuyện này ầm ĩ lên, từ từ xem thế nào đã. Cần thì cũng phải mời, nhưng thư thư vài bữa xem sao. Bà Phú đồng ý ngay. Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh, nên tôi mới đề nghị ông như vậy. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết. Miệng đời ác độc lắm, người ta lại bảo nhà mình thất đức, bị trả quả báo. Hai chữ thất đức bà nhấn mạnh để ám chỉ chính ông trong những năm tháng đã qua. Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, nên chớp mắt nâng ly trà, hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú liếc mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không lạnh người như trong đêm. Tuy vậy, ánh mắt ông vẫn nặng trĩu ưu tư và da mặt sáng nay chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với luận ngữ cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn nỗi sợ hãi vừa qua. Bà bảo, trời ơi, đêm qua ông làm tôi sợ quá, tưởng ông lên cơn sốt rét. Ông Phú gật đầu rồi nói, bà nhớ đấy nhé, bà đừng kể câu chuyện này của nhà mình cho người ngoài nghe đấy. Con Thuần, cái Nhàn, thằng Hoành, bà cũng không được nói với chúng nó. Bà Phú đồng ý ngay, bà nhắc lại, với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông Lâm thấy đứa bé đứng ở đây xin ăn, nhưng mà khi tôi mở cửa ra, tôi chả thấy đứa bé nào. Tôi là tôi chỉ sợ lúc ông ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở, trời lại lắm sương mù, cho nên ông nơm cái nọ ra cái kia. Ông Phú cũng mong thế, mong rằng hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy đứng trước cửa nhà ông, cũng như người đàn bà đứng ngoài cổng, đều chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng không phải, ông nơm thấy thật. Ông nở nụ cười héo hắt bảo vợ, tôi là tôi chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Bà thì còn hay tin vớ vẩn, chứ bà có thấy tôi tin ma quỷ bao giờ. Ấy thế mà bây giờ chính tôi lại gặp. Ông vừa dứt lời thì từ dưới bếp, chị người làm và hai đứa con cùng kéo lên. Cái Nhàn hơn 20 tuổi, còn cái cưng của bà Phú. Thằng Hoành 16 tuổi, học chữ quốc ngữ hết lớp 3 bậc tiểu học, thì trường làng không còn lớp cho nó tiếp tục, nên đành quanh quẩn ở nhà. Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ và hỏi một cách lo lắng. Nhà có việc gì hả mẹ? Đêm qua có trộm hay sao mà sáng nay con thấy mẹ xuống đánh thức chị Thuần sớm thế? Ông Phú đưa mắt nhìn vợ làm hiệu. Bà Phú vội xua tay phân trần. Trộm đâu mà trộm, mẹ chỉ hỏi chị Thuần là có quên khóa cổng hay không thôi. Cái Nhàn thắc mắc hỏi, nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ mà. Lúc đó con giật mình thức dậy, con tính chạy ra coi, con thấy mẹ chạy xuống bếp gọi chị Thuần. Bà Phú cười đẩy con, bố mày mê ngủ chứ có nói chuyện với ai đâu, chuyện giảng gì nửa đêm. Thằng Hoành ngồi xuống bên cạnh chị, chăm chú theo dõi nhưng không nói lời nào. Chị người làm lên tiếng đổi đề tài, hôm nay bà với cô Nhàn có đi chợ không ạ? Để con mang quan cánh ra cho bà. Bà Phú quay sang hỏi con gái, đi hay ở nhà con? Nhàn ngạc nhiên nhìn mẹ và đáp, đi chứ mẹ, chợ phiên mà. Mẹ bảo là mẹ mua giải may cho con với thằng Hoành mỗi đứa hai cái áo mà. Bà Phú thở dài, thì đi. Nếu đi thì phải đi cho sớm, hôm nay sương nhiều, chốc nữa là nắng to phải biết. Rồi bà quay sang chồng, thế ông có cần mua cái gì không? Ông Phú uể oải đáp, bà xem trong tủ còn chè mảng sen không, hết thì mua cho tôi mấy gói. Bà Phú đứng dậy bước vào nhà và nói, để tôi coi coi. Rồi bà giục con gái chuẩn bị lên đường. Bà bảo chị người làm, lấy cái thúng được rồi, có mua cái gì nhiều đâu mà quan giấy gánh. Chị Thuần và Nhàn xuống bếp, thằng Hoành ra vườn sau xem tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn mình ông Phú ưu tư ngồi trên thềm nhìn ra cổng, không nói lời nào. Nỗi lo sợ trong đêm gần như tan biến hết dưới ánh mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao ma lại tìm đến với ông. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dân gian,
ai mà chả từng nghe kể. Chỉ là tưởng tượng thôi, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời, ông vẫn tin như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của ông trẻ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Ông mong rằng câu chuyện sẽ sớm kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Ông thở mạnh, với tay lấy cái điếu cày, rồi tình cờ ngước lên ngọn cây son mọc ở đầu nhà. Trên một nhánh khác có con quạ đen đậu từ lúc nào, mắt đăm đăm nhìn ông. Ông vung tay đuổi, con quạ vẫn lì lợm đứng tại chỗ. Ông tìm cục đá nhỏ quăng lên, con quạ vỗ cánh đảo một vòng rồi trở về chỗ cũ và vẫn nhìn ông soi mói, khiến ông hoang mang, đứng dậy bỏ vào nhà. Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi trưa ông thơ thẩn đi bách bộ trên nền nhà dưới mái hiên dịu mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về, con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè, bỗng dưng thét lên rồi chạy vụt qua cánh cổng chính. Rồi cứ thế, nó nhảy chồm lên cào vào cánh cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó, rất hung dữ. Ông Phú đứng trên nhà, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con mèo, một mình gầm thét và cào cấu. Một lúc sau, con mèo ngừng kêu, đứng lặng im trước bụi tre một lúc, rồi quay vào với ông. Ông thở hổn hển, ngồi xuống bậc thềm, xoa lưng nó bởi biết rằng hồn ma vừa xuất hiện. Nhưng có lẽ vào ban ngày, ông không thấy được. Tuy nhiên, nhìn vào cảnh tượng ấy, ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai. Chung quanh người sống, có biết bao nhiêu hồn người chết đang lẩn vẩn bên cạnh mà mắt trần gian không trông thấy được. Biết đâu trong lúc này, ông đang ngồi đây, thì hai cái bóng, hai mẹ con kia đang ngồi sát bên ông mà ông không biết. Ông hoang mang nghĩ ngợi, mãi cho đến lúc vợ ông và cô con gái đi chợ về, ông mới gượng cười đứng dậy và cũng không kể cho ai nghe câu chuyện con mèo vừa đánh nhau với ma ở ngoài cổng. Hiện tượng quái dị ấy tuy cũng làm ông sợ, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng diễn ra vào ban ngày. Ông không hãi hùng lắm, ông chỉ lo đêm nay đứa bé con mặc đồ trắng sẽ lại gõ cửa tìm ông. Cho nên buổi chiều, ông lặng lẽ ra nghĩa trang sau nhà thắp nhang từng ngôi mộ, thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng. Cũng nghĩa là đừng để linh hồn đứa bé kia tìm ông một lần nữa. Lần đầu tiên trong nghĩa trang của chính gia đình mình mà ông cảm thấy cái không khí rần rợn, vương đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì chợt linh cảm từ phía sau có người nào đó đang nhìn ông. Ông quay lại thì chẳng thấy ai. Ông nhắm mắt đọc kinh tiếp thì lại thấy rõ có ai đang đứng lén nhìn mình. Ông quay lại nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên cành đa chỉ cách ông có mấy thước. Ông giật mình nhặt cục đá ném lên, con quạ kêu lên mấy tiếng ai oán rồi bay về chờ ông trên nhánh cây son bên hông nhà. Buổi tối ông ăn qua lo mấy chén cơm rồi vào buồng vì ông sợ bóng tối ngoài sân cũng như trong các lùm cây. Lên giường nằm, ông trằn trọc thao thức mãi. Bà Phú thắp nhang trên bàn thờ rồi chiều chồng cũng lên giường sớm. Con mèo đen theo thói quen nhảy lên cái ghế dành cho nó bên cạnh giường. Bà Phú kể cho chồng nghe các thứ chuyện vặt vãnh ngoài chợ, tránh nhắc đến chuyện đêm qua để khỏi làm chồng thêm sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện cũng ậm ừ cho qua, nhưng rõ ràng ông không chú ý vì đầu óc vẫn đang vướng bận, cố gạt đi mà không gạt nổi. Gần nửa đêm, bà Phú mệt mỏi ngủ mất, trong khi ông vẫn còn trăn trở, hết xoay bên phải lại đổi sang bên trái. Nằm lâu, ông buồn tiểu lắm, nhưng không dám đi một mình. Mà chẳng lẽ lại đánh thức vợ dậy để rủ vợ cùng đi chung với mình. Nhà cầu nằm mãi sau bếp, ông tưởng tượng giờ này phải băng ngang mảnh sân đó, bất chợt đang đi mà hai cái bóng trắng lao ra chắn lối thì chắc chắn có thể làm ông kinh sợ đến ngất đi được. Ông nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ.
Bên ngoài trời đã khuya lắm, ông nghe tiếng sương đêm từng giọt đều đặn từ mái ngói đến sân gạch. Ông kéo tấm chăn phủ kín trên mặt rồi cảm thấy rất khó chịu vì ngộp thở. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, trời đứng gió, ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động. Ông hồi tưởng lại bao nhiêu năm sống ở cái làng này. Từ thở thiếu thời, ông đã lang thang một mình trên đường khuya. Dù là đêm trăng sáng hay đêm tối trời, có biết bao giờ sợ ma là gì. Rồi sau này, khi lập gia đình, có địa vị trong làng xóm, cũng biết bao đêm ông đi uống rượu ở nhà người này người kia, hoặc khi ra sân đình xem hát chèo, rồi một mình trở về trên những khúc đường vắng lặng, chỉ có tàn tre hai bên rủ xuống. Chuyện ma quỷ cũng có khi nào làm cản trở bước chân lịch lãm của ông đâu. Ấy thế mà, từ đêm qua đến giờ, hễ nhìn thấy bóng đêm là ông run sợ. Vườn nhà ông cây trái xum xuê, từ nay ông chỉ dám ra chơi ban ngày mà thôi. Ông nhớ có lần, nghe người ta bảo ma lúc nào cũng hiện diện quanh ta, nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới thấy được. Ông tự hỏi tại sao ma lại chọn ông để hù dọa. Ông nghĩ mãi không tìm ra lý do. Một lúc sau, ông Phú vừa lật người nằm ngửa, thì bỗng con mèo bên cạnh ông kêu rú lên, lao vọt qua cửa sổ, rồi chạy vùng vùng trên mái nhà. Tiếng gào thét như xé màn đêm. Sau đó có tiếng gõ cửa phía trước. Ông Phú giật thót người, hất mạnh tấm chăn ra khỏi, ngóc đầu dậy lắng nghe. Vẫn còn tiếng cộc cộc giống hệt đêm qua. Ông hít thở chờ đợi, tiếng gõ vang lên như dục giả. Ông đưa mắt nhìn vợ, hy vọng là bà cũng nghe thấy. Nhưng bà vẫn đang say giấc nồng, hơi thở vẫn đang đều đều, chứng tỏ bà vẫn chưa thức giấc. Ông Phú khẽ lai vai vợ, bà Phú trở người nằm nghiêng, úp mặt vào tường, xoay lưng về phía ông. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tiếng mèo gào thê lương vẫn vang lên rộn rã, tiếng móng vuốt cào rinh rích trên cánh cửa gỗ. Ông Phú như người say thuốc, như kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh nửa mê, mất hết tự chủ, tung chân bước xuống giường, thất thiểu đi ra. Ông tháo then ngang, đẩy rộng cánh cửa. Con mèo đen lao vọt lại chân ông, cắn gấu quần ông, lôi thật mạnh, như cố ý kéo ông vào nhà. Nhưng ông cứ đứng yên như người bị thôi miên. Cảnh cũng lại diễn ra y hệt như đêm qua. Trong màn sương nhạt, đứa con gái mặc quần áo trắng toát, mái tóc rủ xuống, che một phần khuôn mặt xanh xao, chìa tay xin. Ông cho con xin bát cơm, con đói quá. Ông Phú chết cứng người, như chôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được lời nào. Xa xa ở cuối sát cổng ra vào, ông đã thấy người đàn bà trẻ mặc đồ trắng, cất tiếng gọi. Về con ơi, về với mẹ con ơi. Ông Phú kinh hãi đến tột cùng, tiếng nói của hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Cả hai khuôn mặt đều mờ ảo, ông không trông rõ, không nhận diện được. Đứa bé chìa tay khẩn khoản nhắc lại, xin ông bố thí cho con bát cơm, con đói lắm. Và ngay sau đó, tiếng người mẹ từ ngoài cổng cũng cất lên, về con ơi, về với mẹ con ơi. Con mèo đen từ chân ông lao về phía đứa bé, lập tức đứa bé quay lưng vào phục mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái và bừng tỉnh. Bây giờ ông mới thấy ở cuối sân, hai mẹ con dắt nhau ra cổng. Ông vẫn cứ đứng run rẩy tại chỗ, như có ai níu chặt lấy chân ông. Cả phút sau ông mới hoàn hồn. Ông toan bước vào nhà, thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông. Ông hét lớn, quay đầu lại thì hóa ra là vợ ông. Bà hỏi, ông làm cái gì ngoài này thế? Ông Phú thở hồng hộc như người chạy đua đường trường. Bà Phú dìu ông vào nhà, để ngồi ở ghế và vặn to ngọn đèn dầu. Con mèo đen cũng theo vào, nhảy lên chỗ cũ. Bấy giờ, bà Phú mới nhận ra nét nhợt nhạt đẫm mồ hôi trên gương mặt của chồng. Bà rót nước trà cho ông và bảo, ngồi xuống, ông ngồi xuống hẳn đi, rồi uống cốc nước nóng này đi đã, uống cho tỉnh. Rồi bà lấy cái khăn vải máng ở đầu giường lau mặt cho chồng. Ông Phú uống cạn cốc nước
đợi thêm một ly nữa, rồi run run bảo bà. Bà cầm đèn đi với tôi phải đi giải quyết cái đã. Bà Phú làm theo chồng. Lần đầu tiên sau hiền lành bạc nhược, khác hẳn với thái độ hách dịch và hung hăng thường ngày. Bà đi trước, giơ cao cái đèn soi bước. Bà đẩy cái cánh cửa cho chồng bước ra. Nhưng cánh cửa vừa mở, ông đã kêu thét lên và lùi lại, vì thấy hai cái bóng người đứng ngay trên thềm chờ ông. Bà Phú vội trách: cái gì mà ông cứ la ầm lên giữa đêm vậy? Làng xóm người ta kéo sang bây giờ. Hai bóng người đó cùng lao lại đỡ ông, vì đó là chị người làm và cô con gái. Chị Thuận lên tiếng: ơ, con đây mà ông. Ông Phú đặt tay lên ngực, khò khè thở và mắng: Tụi bay làm cái gì ở đây? Tao cứ tưởng là ma. Cô con gái đáp: tại con đang ngủ, tự nhiên nghe ba hét to lên, con vội la chị Thuận dậy, chạy xem ba có chuyện gì không. Bà Phú buồn rầu bảo: thôi đi ngủ hết đi, mẹ rửa mặt cho tỉnh táo, từ hôm qua tới giờ cứ mê man nói lung tung. Và bà bảo chị người làm: thôi chị cũng đi ngủ đi, còn sớm lắm, có cần gì thì tôi gọi ngay. Bà Phú bước xuống sân, ông Phú nắm chặt cánh tay vợ, đi từng bước chậm chạp sát bên cạnh. Ông không dám nhìn ra phía cổng, bởi ông hình dung hai cái bóng trắng vẫn cứ đứng đó chờ đợi ông. Ra tới bên hông nhà, bà Phú đặt cây đèn trên kệ nước xi măng, lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt cho ông, rồi đứng chờ ông đi tiểu bên bể chuối. Gió thổi xào xạc trong hốc cây, những tàn lá chuối rung lên phần phật. Ngọn đèn dầu tắt phục làm ông Phú một phen khiếp vía. Trăng thượng tuần soi mờ không gian, chẳng cần đèn ông cũng đã rành đường đi nước bước từng hốc cạnh trên mảnh đất lâu đời của ông. Nhưng vì cảm giác hoảng loạn, ông cần ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt vào nhà. Ngang qua mảnh sân, ông bỗng nghe tiếng chó gầm gừ rồi sủa vang ở ngoài cổng. Ông bấu chặt cánh tay vợ và hổn hển nói: mẹ con nó đang đi ngoài đấy đấy. Bà Phú ngơ ngác hỏi: mẹ con ai? Ông làm sao vậy? Ông Phú run rẩy đáp: bà không nghe tiếng chó sủa hay sao? Quả thực ngoài ngõ, tiếng chó đang tru lên từng hồi như ai oán, lại sủa lên và cứ mỗi lúc một xa dần. Ông Phú nhắc lại: đấy, bà có nghe thấy không? Mẹ con nó dắt nhau đi ngoài đường. Bà Phú mệt mỏi nhắc lại: mẹ con ai mới được chứ? Chó thì đêm nào mà chả sủa, có khi chó nó sủa bóng trăng, rồi có khi chó nó sủa người đi đánh dặm. Ông lẩn thẩn mất rồi. Bà nói dứt câu thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà. Bà Phú bật dêm châm đèn, vừa ngáp vừa bảo chồng: thôi ngủ đi ông, đừng có giật mình rồi thức nữa. Cố ngủ tí đi, trời sắp sáng rồi, chút nữa tôi kêu con Nhàn đi mời thầy thuốc bắc bốc thuốc cho ông. Rồi bà lên giường nằm, quay mặt vào vách, nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt, phủ chăn lên tận ngực, nhưng tất nhiên không ngủ được. Ông nằm lăn man, nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi bỗng vùng dậy, ngồi tựa lưng vào vách. Là vì trong mớ hỗn độn của quá khứ ùa về, trong tâm trí ông chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm. Lâu đến nỗi chẳng bao giờ ông nghĩ đến, cho đến đêm hôm nay bỗng lóe lên trong đầu, dắt ông về một kỷ niệm của ngày tháng cũ. Dạo ấy, ông đã có ba con, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông không phải vì ông thích văn chương thơ phú hay ghiền tiếng trống chầu kêu khách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với ông. Gọi là đào rượu bởi những thiếu nữ ấy không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố, tấp vào những nhà hát để làm công việc hầu rượu và quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú là một trong những quan viên lắm của nhiều tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng từ làng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm nhưng phóng tay xài rộng nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao cho ông cô Đào Tuyết mới ngoài 20, vào nghề chưa được nửa năm. Tuyết phục dịch ông chu đáo lắm, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng,
từ cái quạt nang cầm tay phe phẩy liên tục cho ông, tới cốc rượu nồng dâng lên tới miệng khi ông kê gói ngã đầu trên đùi cô. Sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không dừng lại ở đó. Lần nào trước khi ra hát, ông cũng ngủ với cô một đêm rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Bà Phú cũng biết cái thú của chồng, nhưng chuyện ấy không làm bà bận tâm nhiều lắm, bởi ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi ba ngày cũng không có gì quá đáng đối với đàn ông thời ấy. Bẵng đi một thời gian, ông Phú không lên phố huyện để chuẩn bị ra tranh chức ông Nghị. Gọi là tranh nhưng có tranh với ai đâu, đó là thứ nghị hách, nghị gật, ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ cho thực chất pháp mà thôi. Quan tỉnh, quan huyện hỗ trợ sau lưng là tất nhiên ông thắng cử, nghênh ngang bước vào ngát trong các nghị trường. Có điều, ông Phú cũng phải bỏ vì giờ học quốc ngữ và mấy câu tiếng Tây, vì chẳng lẽ vào nghị trường mà không biết đọc, biết viết. Ông say mê chất trọng quyền cao, thú cô đầu dường như ông quên hẳn. Cô Đào Tuyết ở phố huyện ngóng ông mãi không thấy tâm hơi. Ông không lên thì cô không có tiền mà nhà chứa cũng mất nhiều lợi tức. Cô dò hỏi cả tháng trời mới biết ông ở làng Vạn Yên. Đắn đo mãi, cô đánh liều thuê xe kéo về làng Vạn Yên. Tất nhiên, cô không dám đến thẳng nhà. Cô dừng chân ở ngoài cánh đồng làng, mướn một đứa bé đang thả diều gần đó, bảo nó vào gặp riêng ông Phú, nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp. Làng này thì già trẻ lớn bé, ai mà không biết mặt ông Phú. Cô dặn đi dặn lại thằng bé rằng: "Này, mày phải gặp bằng được cho ông Phú, rồi hẳn đưa cái mảnh giấy này nhé. Nhớ chưa, đừng có bả ai rồi cũng đưa, nhất là bà Phú thì nên lãng đi ngay. Phải đưa tận tay cho ông Phú, bảo là có cô Tuyết đang đợi ở gốc cây đa ở đầu làng ấy. Thôi đi đi, nhìn chân lên một tí, đưa giấy rồi ra đây, tao cho thêm tiền nhé." Thằng bé nhận tiền và mảnh giấy, bỏ luôn cái diều và chạy thẳng vào làng Vạn Yên. Nó cũng biết ông Phú, nhưng vì là con nhà cùng đinh nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà ông. Nó đến trước cổng nhà ông, dừng lại thở, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lên áo. Trong sân nhà ông, hôm nay có lố nhố cả chục người, rồi lại có cả ô tô trên tỉnh xuống, làm nó càng sợ, không dám vào. Khoảng thời gian này, ông Phú bận lắm vì đang chạy chức nghị viên. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ, thằng bé phân vân không biết làm sao. Quay lại gốc đa nói thật với Tuyết thì sợ cô đòi lại tiền, mà xông vào nhà gặp ông Phú thì liều lĩnh quá. Lỡ phật ý ông tát cho sưng mặt. Nó cứ đứng sớ rớ ở ngoài cổng cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm rượu. Thấy cử chỉ lắm lét của nó, cất tiếng hỏi: "Này, mày con nhà ai thế? Làm gì mà cứ thập thò ở đây? Ăn trộm hả? Xéo ngay, không thì chết bây giờ." Thằng bé sợ hãi đáp: "Cháu hỏi thăm ông Phú ạ." Chị Thuần mắng: "Ơ, cái thằng này láo, mày là đứa nào mà dám hỏi tới ông Phú? Cút đi, ốm đòn bây giờ." Thằng bé luống cuống đáp: "Dạ, cháu cần đưa cho ông Phú mảnh giấy này ạ." Nó rút trong cặp quần miếng giấy nhỏ đã nhè nhè mồ hôi, trao cho chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần không biết chữ nên đứng nhìn đăm đăm một lúc, rồi trở vào đưa cho anh Long, con trai đầu lòng của ông Phú. Mảnh giấy nguệch ngoạc mấy chữ: "Ông ra cho em gặp, em đang chờ ở gốc đa, có việc cần, Tuyết." Long đọc lướt nhanh rồi cất vào túi. Anh không biết Tuyết là ai mà lại đòi gặp bố mình. Anh lưỡng lự một chút rồi vào nhà, mời ông Phú ra mãi sau vườn mới đưa cho ông mảnh giấy. Ông Phú đang lúc say sưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai ông Nghị, lập tức nổi nóng nghiến răng bảo: "Cái con đĩ này, ai cho phép nó xuống tận đây để tìm tao, láo thật." Rồi ông vò mảnh giấy, quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên hỏi bố: "Cô ấy là ai mà tìm bố, rồi bố có định ra gặp cô ấy không?" Ông Phú gắt: "Gặp làm gì, nó là con đào rượu ở nhà hát trên phố huyện, tao mà gặp là tao vả ngay cho mấy cái." Dứt lời, ông toan quay vào nhà vì khách đang chờ ở tiệc, nhưng Long níu lại và ôm tồn bảo: "Bố à, bố không ra gặp cô ấy, ngộ lỡ cô ấy đến thẳng đây rồi làm sao? Bố sắp sang nghị viên, hôm nay nhà mình đông đủ quan viên, chức sắc, chẳng may cô ấy đến đây làm ầm ĩ thì làm sao?" Chính ông Phú cũng vừa sực nghĩ về điều ấy,
đường hoạn lộ của ông đang thênh thang, lại để một đứa con gái nghèo hèn làm vỡ chân ông. Nhưng ông vẫn trấn an con trai: nó chẳng dám đến đây đâu, có mà liều. Long tha thiết nói: bố à, cô ấy từ huyện xuống làng ta thì sợ gì mà không đến thẳng đây. Chả qua là cô ấy ngại mẹ thôi, nhưng nếu bố không ra gặp, có thể cô ấy cũng sẽ đến. Ông Phú đăm chiêu cúi đầu. Long lại đề nghị: hay là bố để con chạy ra xem sao, con sẽ nói khéo nó cổ đừng đến đây, bảo cô cứ về đi, rồi nay mai bố sẽ lên gặp. Ông Phú ngượng ngùng nhìn con: ừ, tính vậy cũng phải, đi hộ bố đi, bảo với nó dứt khoát từ nay không được lai vãng về đây nữa, mai kia bố lên huyện bố sẽ cho nó một trận. Long gật đầu, cúi lượm lại mảnh giấy mà vừa rồi ông Phú đã vứt vào gốc cây, rồi anh tất tả chạy ra ngoài đầu làng. Từ xa anh đã thấy Tuyết đứng ở gốc cây, nón cầm tay, phe phẩy. Anh chạy lại thở hồng hộc vì quãng đường khá xa mà anh thì cố lướt thời gian. Tuyết ngừng quạt, trố mắt nhìn Long nhưng không dám hỏi. Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên tiếng: cô là cô Tuyết phải không? Dạ, tôi đây, xin hỏi ông là... Tôi tên Long, bố tôi nhận được mảnh giấy của cô nhưng bận lắm, không ra gặp cô được. Dứt lời, Long giơ mảnh giấy nhào nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng, ngồi bệt xuống đất trên nhánh cây cổ thụ. Cô buồn rầu hỏi: thế ông Phú có nhắn gì tôi nữa không? Long vốn biết bố mình nóng tính, đôi khi không dằn được cơn giận, nên anh tội nghiệp bảo Tuyết: bố tôi chỉ bảo là từ nay tuyệt đối cô đừng có về làng tìm bố tôi. Bố tôi không bằng lòng như thế, gặp ở nhà hát chứ sao cô về tận đây, nếu mẹ tôi biết thì làm sao? Tuyết ứa nước mắt sụt sùi đáp: tôi đâu muốn lê thân này về đây, chẳng là... Tôi đâu muốn lê thân về đây đâu, chẳng qua là vì tôi có mang với bố anh nên mới phải xuống tìm, chứ tự dưng lặn lội về đây để làm gì? Có chữa thì tất nhiên nhà hát người ta đuổi tôi đi, chứ ai mà cho hầu rượu nữa. Bây giờ thì bụng còn bé nên còn nén được, chứ tháng sau, rồi tháng sau nữa, giấu làm sao được với thiên hạ. Ông nghĩ coi, tôi thì tôi không nhà không cửa, nhà hát đuổi tôi đi thì tôi chả biết làm sao để sống qua ngày sinh đẻ. Vạn bất đắc dĩ tôi mới liều xuống đây thưa thật với bố anh. Cô nghẹn ngào dừng lại, lông mũi lòng nhìn cô gái tội nghiệp. Cô còn trẻ lại có nhan sắc mặn mà, bố anh say mê là phải. Long dè dặt hỏi: thế bây giờ cô tính thế nào? Cô tìm gặp bố tôi để làm gì? Tuyết đã dự định trước, rành mạch kể: tôi bây giờ lâm vào bước đường cùng nên mới phải ngửa tay nhờ cậy bố anh. Đẻ xong tôi sẽ đem con tôi cho các bà sơ, rồi tôi đi làm thêm, làm mướn, nuôi thân. Tôi không có dám làm phiền bố anh nữa đâu, tôi chỉ cần từ đây đến ngày ở cử thôi. Long hiểu ra, xúc động vì hoàn cảnh gian dở của cô gái do bố mình gây nên. Anh thọt tay vào túi nhưng không có đồng bạc nào vì anh không hề dự trù trước. Anh dịu dàng bảo: hay là thế này, tại bố tôi không biết là cô có mang với bố tôi, bây giờ cô cứ ngồi đợi ở đây để tôi chạy về cho bố hay, thế nào bố tôi cũng ra gặp cô. Tuyết thở phào nhẹ nhõm: dạ, vậy trăm sự nhờ anh đi nhanh hộ tôi một tí nhé, tôi chờ. Long toan chạy thì Tuyết lại thêm: nhược bằng như bố anh bận quá không ra gặp tôi được, thì nhờ anh nói khéo, tôi chỉ xin ít tiền thôi, để tôi sống qua ngày, chờ ngày sinh nở thôi. Long gật đầu, rồi lập tức chạy lao vào làng. Anh vẫn biết ông Phú ham thú trăng hoa, nhưng anh không ngờ anh sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ. Về tới nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh lại làm hiệu gọi ông Phú ra sau vườn rồi kể lại từ đầu đuôi, đồng thời giục ông đến gặp Tuyết. Nhưng ông Phú gạt đi: quần líu láo, nó bảo nó có chữa à, đã chắc gì nó có chữa với tao, cái thứ mèo mã gà đồng ngủ hết người này đến người khác, thấy tao có tiền lại giở trò vòi vĩnh, kể nó. Thế là ông quay gót vào nhà, Long chạy theo níu kéo: bố ơi, không phải con của bố thì đời nào cô ấy mò về tận đây. Mày ngu lắm con ạ, làm cái nghề đào ruộng như nó phải biết mánh khóe chứ. Rồi mày xem, nó sẽ vác cái bụng chữa đi đòi tiền của tất cả mọi thằng đàn ông đã đến cái nhà hát đó.
gặp ai nó cũng sẽ bảo với người ấy: tao già đầu rồi, tao không có dạy. Long đứng thừ người một lúc rồi nói: nếu thế thì để con chạy ra bảo với cô ấy, để cô ấy quay về huyện trước trời tối, bắt người ta chờ khổ thân. Vả lại cô ấy cũng có công mò đến đây, thì cũng nên biếu cho cô ấy một ít tiền chứ bố. Ông Phú gay gắt xua tay: đã bảo là kể nó, mày cứ hay mua việc. Tao không ra, mày không ra thì nó sẽ phải về. Chữa biết chừng, nó sẽ đi tìm thằng khác để báo tin là có chữa. Tiền bạc tao không tiếc, nhưng giúp nó một lần, nó sẽ quen ăn thấy mùi ăn mãi. Phiền phức lắm. Long còn đang phân vân thì tiếng bà Phú gọi: thằng Long đâu, mẹ nhờ một tí nào. Ông Phú giục: vào xem mẹ mày cần cái gì. Long thở dài chạy vào tìm mẹ. Bà Phú gắt: con phải ngồi tiếp khách hầu rượu các quan chứ, sao mà cứ thập thò ở dưới bếp là sao. Lên nhà trên mau, đừng để người ta chờ. Ông Phú trở lại bàn tiệc, nói cười oan oan với cốc rượu nồng, không mãi mãi bận tâm với Tuyết đang sốt ruột chờ ông ngoài gốc đa. Riêng Long thì rất áy náy nhưng không thể rời bàn tiệc. Ngoài cánh đồng, Tuyết hết đứng lại ngồi, nỗi oán hận cả bố lẫn con mỗi lúc một dâng cao. Cho đến khi mặt trời lặn, vẫn không thấy ông Phú hoặc Long ra gặp, cô đành thất thiểu, thất vọng tìm đường trở về phố huyện. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện ma Hồn Về Trong Gió. Phần 3 về cái chết tức của cô Đào Tuyết sẽ được hé lộ vào số sau trên kênh Báo Nói. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.